Xin chào tất cả các bạn, mình là Edward Trần. Ngày hôm nay đó mình muốn chia sẻ với các bạn 30 câu danh ngôn của toàn thế giới rất là hay, chủ đề nói về tiền. Xin các bạn cùng nghe với mình nha. Câu số 1 nha, của Podes nói: tiền bạc cũng như đàn bà, muốn giữ nó thì phải săn sóc nó, bằng không nó đi tạo hạnh phúc cho người khác. Các bạn thấy hay không? Bây giờ mình sẽ đọc 30 câu này, các bạn sẽ cho mình biết cái câu nào là câu hay nhất, viết comment bên dưới nha. Câu số 2 của Bloat nói: khi đòi lại tiền đã cho vay, bạn thường khám phá ra rằng mình đã biến một người bạn tốt trở thành kẻ thù. Điều này hoàn toàn đúng. Nói chung là ông này nói về kẻ thù thì nó hơi bị quá tí, nhưng mình thấy được đúng. Cho nên từ đó giờ mình cho ai mượn tiền, mình không bao giờ đòi lại, bởi vì đòi lại chắc chắn sẽ có vấn đề. Đó là như vậy. Rồi, coi như mất người bạn đó là chính xác nhất. Rồi, câu số 3 nha. Câu số 3 của Benjamin Franklin, là các bạn mình cũng đã từng nói về cái vị này, đó là cha già của dân tộc. Thì ông ta nói câu như thế này nè: chủ nợ có trí nhớ tốt hơn con nợ. Điều này hoàn toàn đúng. Những cái câu này là đúng rồi. Mình cảm nghiệm trong cuộc đời của mình thấy rất là đúng. Cho nên mình muốn chia sẻ với các bạn thôi. Đồng thời các bạn cũng cho mình cái ý kiến nha. Rồi, câu thứ 4 của Trương Hoành Cừ nói: trời cho ta giàu sang sung sướng là chiều chuộng ta, để cho ta dễ làm lành. Trời bắt ta nghèo khổ, lo buồn là mài dũa ta, để ta kiên gan bền chí. Câu này hoàn toàn đúng. Bởi như vậy không phải là mình ủng hộ cho những người nghèo, nhưng mà nói chung khi bạn nghèo thì bạn sẽ có khó khăn nhất thời. Và không ai mà có khó khăn hoài được đâu các bạn. Người ở Việt Nam có câu ngạn ngữ là không ai khó ba đời. Đó là như vậy các bạn nha, nên các bạn yên tâm. Rồi, câu kế tiếp nữa là Sartre nói: trên đời có ba thứ nguy hiểm nhất: rượu ngon làm ta mất trí. Bây giờ uống ít thôi. Rượu ngon làm ta mất trí, tiền bạc nhiều làm ta bất chính, vợ đẹp làm ta đau khổ nhiều. Vì rượu non khiến ta thích uống, tiền nhiều thường ta mờ đi lương tri, và vợ đẹp thường hay phản bội. Vì thế tất cả là mất tất cả, tốt nhất là mất tất cả. Hôm nay thấy mình đúng như cái câu sau đó, hơi bị kỳ kỳ ha, không mất là không được đâu. Rồi, ok. Rồi, câu số 6 nha. Khi đồng tiền lên tiếng là khi sự thật im lặng, tục ngữ Nga. Câu này mình thấy cũng chí lý đó. Rồi, câu số 7 nha. Đàn ông không có tiền như sói không răng, tục ngữ Pháp. Câu này quá đúng, bởi vì trước đây mình hay nói người Pháp có câu ngạn ngữ mà mình hay nhắc với các bạn đó là gì ta? Nếu ai nói tiền không mua được hạnh phúc là bởi vì họ không biết mua hạnh phúc ở đâu. Thì ngày hôm nay người Pháp lại nói câu là đàn ông không có tiền như sói không răng. Mình nói hoàn toàn đúng. Tại vì một người phụ nữ, đặc biệt người phụ nữ đẹp thì có nhiều người thương, hoặc là một người phụ nữ già thì có nhiều người thương hại. Người phụ nữ đẹp thì có nhiều người thích, còn phụ nữ già thì có người thương hại. Nhưng mà đàn ông mà không có tiền thì rất là nguy hiểm. Cho nên cái này là mình nhắn riêng cho tất cả các bạn nam là phải có tiền. Tiền ở đây là cái tài của mình đó, phải có tài đó các bạn. Nhớ nha, đó như vậy. Người đàn ông không có tiền như sói không răng, nhớ đó. Rồi bây giờ tiếp nha. Bây giờ tục ngữ Bulgari: muốn biết giá trị của đồng tiền thì bạn hãy đi hỏi những người nghèo. Đó, câu này hay. Bạn biết giá trị của đồng tiền, người nghèo. Rồi câu số 9 nha. Cái túi càng nhẹ đi bao nhiêu thì nỗi buồn càng nặng bấy nhiêu. Đó là như vậy. Đó là như vậy nha. Rồi tiếp nha. Rồi tiếp. Rồi câu số 10 nha. Ai không trả được bằng tiền túi, người đó phải trả bằng chính bản thân mình. Câu này các bạn nhớ nha. Rồi ok. Rồi một tiếp câu nữa là... Rồi câu số 10 nha các bạn. Câu số 11. Tiền bạc của người giàu là ở trong túi, của người nghèo là ở trong tim. Tục ngữ Nga. Câu này cũng hay, bởi vì khi mình có tiền thì mình có thể cho ai đó bằng tiền, còn nếu mà bằng tình thì trong tim. Cũng đúng, nhưng mà nói chung đến mà người giàu mà người ta không cho, người ta cho mình là cũng bằng con tim mới xuất phát ra bằng tiền đó. Ok rồi. Rồi con, bây giờ cái câu kế tiếp là câu 12. Của cải đi tìm của cải, tục ngữ Pháp. Đối với mình câu này cực kỳ hay, bởi vì và cực kỳ đúng. Đúng hay hay, đúng vào một phạm trù và hay nữa. Ví dụ như là tiền đi tìm, tiền của cải đi tìm của cải. Các bạn thấy ví dụ như mình nói là mình invest stock đúng không? Ví dụ như bây giờ đơn giản thôi nhé. Ví dụ như bây giờ tuần vừa rồi thôi, trước khi mà tranh cử nó đi,
thì nội trong một, mình nói một cổ phiếu, mình luôn luôn có một cái rổ cổ phiếu là khoảng chừng 30 loại cổ phiếu khác nhau, nhưng mà riêng một cái trader thôi, ví dụ vậy, mình kiếm hơn 100.000 đô trong vòng mấy ngày, ví dụ vậy. Tiền định bằng tiền ha. Ok, rồi tiếp đây, câu số 13. Của hồi môn của nhà giàu giống như chiếc giường đầy gai góc, không nằm xuống thì mệt mà nằm xuống thì đau. Câu này cũng quá đúng luôn. Đó, đó là như vậy các bạn ha. Rồi, ok. Rồi, bây giờ câu số 14. Đó là tục ngữ Anh nha. Rồi, bây giờ câu số 14 nè. Tiếng khóc của người thừa kế là nụ cười bị che giấu đi. Tục ngữ Latin. Câu số 15. Sự phát triển của chính trị, pháp quyền, triết học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật đều lấy từ kinh tế làm cơ sở, nhưng chúng lại ảnh hưởng lẫn nhau và ảnh hưởng tới cơ sở kinh tế. Hoàn toàn đúng, hoàn toàn đúng. Của Engel nói. Rồi, một cái câu số 16 là Seneca nói nha. Hiểu biết giá trị của tiền bạc và luôn biết hy sinh tiền bạc vì bổn phận hoặc vì ý nghĩa, ấy là đức hạnh thật sự. Điều này hoàn toàn đúng, hoàn toàn đúng. Bởi vì tại sao mà những cái nhà thành công họ làm từ thiện là như vậy đó các bạn. Mình xin phép. Rồi, bây giờ câu số 17 nha. Muối thì tốt để ăn ở mọi nơi trên thế giới, tiền bạc thì tốt để sử dụng mọi nơi trên thế giới. Đúng, đi travel khắp nơi là phải dùng tiền thôi. Tục ngữ Trung Quốc. Rồi, bây giờ số 18 nha. Nếu tiền đi trước, tất cả các con đường đều rộng mở. Câu này quá đúng không? Câu này là cực kỳ đúng chứ không phải là quá đúng, là quá đúng. Nếu tiền đi trước, tất cả con đường đều mở. Và câu này cũng một người mà chắc chắn ai, các bạn ai cũng biết ông ta hết. Bởi vì là một nhà viết kịch nổi tiếng Shakespeare. Đó, ông ta nói câu này. Rồi, 19 nha các bạn. Tiền bạc hoặc là phục vụ hoặc là cai trị chủ của nó. Đúng luôn, câu này của Quintus Horatius nói. Và mình thấy hoàn toàn đúng. Có nghĩa là mình khi mình có tiền rồi, mình sẽ rất dễ bị lệ thuộc đồng tiền. Tuy nhiên nếu mình có một cái đầu khôn ngoan biết sử dụng đồng tiền thì mình sẽ làm chủ của nó. Và nó sẽ là một cái người đầy tớ rất tích cực cho mình. Chính xác là như vậy các bạn, tiền nha. Rồi, ok. Câu số 20. Tiền là bạc giá của hạnh phúc. Tiền là bạc giá của hạnh phúc, của Goldcott nói. Câu số 21 nha. Tiền bạc là phương tiện của người thông minh, là mục đích của những kẻ ngu, của Dirkusen nói. Mình thấy đúng. Rồi, câu số 22 nha. Tình yêu làm được một cái gì đấy, tiền bạc làm được tất cả. Tình yêu làm được một... Câu này hay nè, ngạn ngữ Đức. Ngạn ngữ Đức nói là tình yêu làm được một cái gì đấy, tình yêu làm được cái gì đó ha. Rồi xong, nhưng mà tiền bạc làm được tất cả. Đó, câu này hay, nhớ nha. Rồi, câu số 23. Một cuộc sống sung sướng khi bắt đầu bằng tình yêu và được chấm dứt bằng tham vọng, của Pascal nói. Câu số 24 của Ruskin, người Anh nói nha. Người con gái có thể ca hát khi mất đi tình yêu, nhưng người giữ của không thể ca hát khi mất đi tiền bạc. Quá chuẩn xác nha. Người con gái thì có thể hát khi mà mất đi tình yêu, nhưng người giữ của thì mất đi thì không còn hát gì được nữa. Mất tiền là tiếc lắm. Ok, đồng tiền là liền nấm ruột mà, người Việt Nam nói vậy. Rồi, ngày 25. Với người nghĩ rằng tiền có thể làm được mọi thứ, ta có thể nghi ngờ anh ta làm mọi thứ vì tiền. Câu này cực kỳ đúng, cực kỳ đúng nha các bạn. Có nghĩa là nếu mà bạn nghĩ là tiền làm được mọi thứ thì cái người đó đó rất có khả năng họ sẽ làm mọi thứ vì tiền. Và cái câu này cũng có một người mình vô cùng kính phục, đó là Benjamin Franklin, người cha, người in trên tờ 100 đô la các bạn nha. Rồi, bây giờ câu số 26 đây. Buồn phiền của người nghèo ở chỗ họ không thể có số tiền đó, phiền muộn của người giàu ở chỗ họ không thể liên tục có số tiền đó. Quá chuẩn xác. Khi mà mình nghèo đó các bạn, bản thân mình thôi, khi mà mình chưa có tiền đó thì mình nghĩ làm sao bây giờ phải có tiền để sinh tồn. Nhưng mình khi có tiền rồi mình sẽ rất lo lắng, nếu mình không có những đầu tư chính xác nó sẽ rất dễ mất. Đúng là như vậy các bạn. Rồi, của Hoover Mỹ nói, người Mỹ nói. Ok, là mình nói đó ha. Rồi, câu số 27 nha. Học vấn do người siêng năng đạt được, tài sản do người tinh tế sở hữu, quyền lợi do người dũng cảm nắm giữ, thiên đường do người lương thiện xây dựng. Quá chuẩn xác, Franklin, người Mỹ nói. Rồi, ngày số 28 nha các bạn. Công việc là cái thú của cuộc sinh tồn. Đời sống không mục đích, đời sống không gắn rõi thì thật sự là tẻ nhạt. Sự lười biếng đem đến sự rã rời,
sự rã rượi sinh ra sự chán chường của Amiel nói. Câu số 29, giàu phải nghĩ đến lúc nghèo, trẻ phải nghĩ đến lúc già của Thuyết Uyển nói. Quá đúng. Câu số 30, câu cuối cùng nha các bạn. Mọi thứ phải trả bằng tiền, còn tình yêu thì phải trả bằng tình yêu. Quá đúng. Rồi, nếu mà các bạn thích, cái này là mình đọc ở trên mạng và mình thấy rất là hay, nên mình muốn chia sẻ lại cho các bạn bằng video để các bạn có thể vừa lái xe vừa nghe, hoặc là nó hay hơn, nếu như nó gần gũi hơn, các bạn khỏi phải đọc. Tất nhiên đọc thì vẫn hay hơn. Nếu mà các bạn thích cái video này thì các bạn sẽ thể chia sẻ cho nhiều người để mọi người sẽ nghe được nó, khỏi phải mất thời gian đọc, là cái thứ nhất. Với cái thứ hai nữa là các bạn sẽ bấm subscribe cho mình để ủng hộ kênh của mình. Xin chào các bạn nhé, xin chào và hẹn gặp lại.